mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Thành viên Ban chỉ đạo chống tham nhũng cấp tỉnh phải trong sạch, liêm chính. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức bế mạc Hội nghị Toàn quốc tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính Đảng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã hoàn thành các nội dung theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trưởng Ban Nội chính đề nghị các cán bộ ngành nội chính tập trung tham mưu cấp ủy, khẩn trương thành lập và triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo quy định của Ban Bí thư. Theo ông Phan Đình Trạc, hiện nay tâm trạng phần đông cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng vào sự ra đời của Ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ tạo ra sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương, cơ sở. Để Ban chỉ đạo cấp tỉnh hoạt động hiệu quả như kỳ vọng, đòi hỏi vai trò rất quan trọng của các ban nội chính, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Để Ban chỉ đạo cấp tỉnh hoạt động hiệu quả, ông Phan Đình Trạc lưu ý, các cán bộ ngành nội chính phải phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức, tham mưu cấp ủy, chọn đúng người vào ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo phải hết sức gương mẫu, trong sạch, liêm, dũng, chính trực, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào. Thành viên ban chỉ đạo đã được cơ cấu theo quy định của ban bí thư. Tuy nhiên, nếu con người cụ thể ở vị trí nào hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu, thì cán bộ ngành nội chính, tham mưu, thường trực cấp ủy chưa đưa vào ban chỉ đạo. Nếu có vấn đề cần phải chuyển đổi, thì chuyển đổi sớm để kiện toàn. Kể cả trưởng ban nội chính, nếu người nào tự nhận thấy không đủ bản lĩnh, không liêm, không sạch hoặc lỡ nhúng chàm thì phải chủ động báo cáo cấp ủy, xin chuyển vị trí công tác, đừng tham gia vào đây. Ông Phan Đình Trạc lưu ý như vậy, đồng thời nhấn mạnh cần khẩn trương tham mưu xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, cụ thể, rõ trách nhiệm để không ai có thể đứng ngoài cuộc. Khẩn trương tham mưu xây dựng chương trình công tác từ nay đến hết năm 2022 và định hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban chỉ đạo, nhất là chọn một số khâu, địa bàn, lĩnh vực có nhiều dư luận tham nhũng, tiêu cực để tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo. Xử lý tham nhũng vặt và xử lý dứt điểm những vụ việc tham nhũng, tiêu cực và những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Phải có phương pháp, cách làm khoa học, bài bản, phải đúng vai, thuộc bài. Trưởng Ban Nội chính cho biết, hơn ai hết, cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo ông Phan Đình Trạc, cán bộ ngành nội chính cần nghiên cứu, nắm chắc kết luận của Ban Bí thư về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới để tham mưu tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Bên cạnh đó, bám sát quy định để tham mưu cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ở các cơ quan nội chính, nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Ông Trạc lưu ý, cán bộ nội chính tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng kinh tế tiêu cực đã khởi tố, điều tra, kịp thời tham mưu phát hiện, xử lý các vụ án vụ việc mới. Khẩn trương tham mưu cấp ủy cụ thể hóa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Một nội dung quan trọng khác được ông Phan Đình Trạc giao nhiệm vụ cho cán bộ ngành nội chính đó là tập trung tham mưu tỉnh ủy, thành ủy, tham gia góp ý dự thảo đề án, chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, hoàn thành xây dựng chuyên đề, thực trạng kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh ủy, thành ủy và Hội đồng Nhân dân các cấp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ở địa phương. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong hoạt động thu phí điện tử không dừng. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai thu phí theo hình thức điện tử không dừng đối với các trạm thu phí trên địa bàn theo đúng quy định, tránh gây ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong hoạt động thu phí. Theo văn bản 3929,
xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tiến độ triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng tại các trạm thu phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có ý kiến về đề nghị này. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai thu phí theo hình thức điện tử không dừng tại trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh, đồng thời khẩn trương triển khai thu phí theo hình thức điện tử không dừng đối với các trạm thu phí trên địa bàn thành phố theo đúng quy định tại quyết định số 19 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, tránh gây ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong hoạt động thu phí. Trước đó vào chiều nay, ngày 24 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp về việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng khẳng định kiên quyết không lùi bất cứ mốc tiến độ nào, nhất định hoàn thành trên toàn quốc trước ngày 31 tháng 7 năm 2022, ngoại trừ 16 trạm đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận không triển khai. Sau thời hạn này, nếu trạm thu phí nào chưa hoàn thành sẽ phải xả trạm, không được tiếp tục thu phí, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bộ Giao thông Vận tải, các địa phương, các chủ đầu tư, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chủ động tuyên truyền phổ biến lợi ích của thu phí không dừng ETC cũng như các quy định liên quan để người dân biết, nắm rõ và đồng thuận thực hiện, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ gián thẻ, tạo thuận lợi tối đa để người dân, doanh nghiệp gián thẻ, mở tài khoản một cách thuận lợi nhất. Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, giám sát việc lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí không dừng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lợi dụng gây rối, mất an ninh trật tự tại khu vực thu phí. Thiếu thuốc bảo hiểm y tế, đốc thúc giải quyết quyền lợi cho bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở y tế trên toàn quốc, ngày 25 tháng 6, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có cuộc họp với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó trực tiếp quán triệt, chỉ đạo người đứng đầu Bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, bảo đảm ngay việc cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong đó, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh yêu cầu tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân nói chung và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế nói riêng. Tuyệt đối không để người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua các thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục được hưởng. Yêu cầu đưa ra đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố là khẩn trương phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn có ngay các giải pháp cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, vật tư y tế để điều trị cho người bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm thực hiện đúng trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định tại điểm B, khoản 2, điều 21, Nghị định 146 năm 2018, ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế, bảo đảm cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật, phù hợp tuyến chuyên môn kỹ thuật, theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Nhấn mạnh tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là vấn đề nghiêm trọng đang diễn ra tại một số cơ sở khám chữa bệnh, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương cần phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm để phối hợp với ngành y tế giải quyết ngay tình trạng trên. Theo đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phải khẩn trương phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, theo dõi tiến độ đấu thầu thuốc của từng gói thầu tập trung, đấu thầu bổ sung tại sở y tế, các cơ sở khám chữa bệnh để kịp thời có ý kiến, tránh tình trạng chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ điều trị và phát sinh việc mua sắm thuốc không đúng quy định của pháp luật. Cơ quan bảo hiểm phải chủ động đề nghị Sở Y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tổ chức đấu thầu mua sắm theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia. Thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá khi chưa có kết quả đấu thầu. Đấu thầu mua sắm kịp thời đáp ứng yêu cầu điều trị đối với các thuốc nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 của các thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia theo phân cấp của Bộ Y tế. Theo dõi, đôn đốc việc mua sắm thuốc, bảo đảm các cơ sở thực hiện tối thiểu 80% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết đối với thuốc đấu thầu tập trung theo quy định tại khoản 3 điều 37 thông tư số 15 năm 2019 ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế quy định về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Trước đó, qua thực tế theo dõi và phản ánh của người bệnh cho thấy có tình trạng thiếu thuốc,
thiếu vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại một số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 1566 ngày 13 tháng 6 năm 2022 gửi Bộ Y tế đề nghị phối hợp có chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc này để không làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế. Ngay sau công văn đề nghị Bộ Y tế có các chỉ đạo nhanh chóng đảm bảo kịp thời cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ngày 14 tháng 6 năm 2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng có văn bản số 4576 gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh triển khai thực hiện ngay một số nội dung khắc phục nhanh chóng tình trạng này, tuyệt đối không để người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua các thuốc, vật tư thuộc danh mục được hưởng.